Tại trường Trung học phổ thông Kim Sơn A vừa diễn ra lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho em Nguyễn Thị Thu Hằng, vô địch cuộc thi đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20. Tại cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia ngày 20 tháng 9 năm 2020, em Nguyễn Thị Thu Hằng đã xuất sắc đạt 235 điểm, trở thành quán quân cuộc thi năm thứ 20, mang vinh quang, niềm tự hào về cho quê hương Ninh Bình. Tại buổi lễ, đại diện vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên đã trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho em Hằng và biểu dương đánh giá cao phương pháp học tập khoa học, sáng tạo của em, đồng thời khẳng định thành tích của Thu Hằng là sự tiếp nối truyền thống hiếu học của vùng đất cố đô Hoa Lương Ninh Bình và chiến thắng vinh quang này của em sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để học sinh toàn quốc noi gương học tập, rèn luyện và phấn đấu.